on the show, they like don't have that. Cái lồng này nhỏ xíu à. Ngồi dưới này có nhà nè. Thôi, sợ không? Sợ. Nhìn xuống cái chân người nó tê tê sao? Dạ. Nó qua cái cột nè. Nó rung 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 một cái nè. Còn khách ngang làm sao nó biết được mình không giữ vé, làm sao biết mình khứ hồi hay không ta? Anh giữ vé chứ, giữ cái thẻ đó. Ủa nãy nó đưa lại anh hả? Ừ, em vội vàng đi vô chứ. Ai biết, em thấy nó bỏ vô trong. Em vội vàng đi vô trong chứ em có ngước lại nhìn đâu. Em thấy em tính cầm cái nắng như hôm qua đẹp ha. Ừ. Người này nóng quá. Hết rồi, xuống đó là hết rồi. Ừ, xuống đó là hết rồi. Nó chơi gì chậm? À, chả có gì chơi, để đi tham quan thôi thôi. Con nói quay trở lại trước 11:30. Kịp thì quay lại luôn. Ừ, kịp thì quay lại luôn. Không kịp thôi.
không? Xuống dốc thì là dốc nè. Ôi trời trời. Suối nó chảy trên này xuống cái ao nhỏ nhỏ dưới kia cả. Đây nó chặt cây, chặt cái ngọn này. Chặt cái ngọn nó có hướng này này. Nắng không? Đi Đà Lạt về đen luôn. Ừ. Đi Đà Lạt về đen luôn. Tao đi Lạt về tao trắng, đi Đà Lạt về đen luôn. Ủa này gắn ngược, ủa đúng rồi. Gắn ngược luôn, lại đứng. Gắn ngược hả? Ừ, nó đúng vậy, đúng là nó vậy nè. Nó hái sạch đâu nữa, còn đâu đâu. Ủa dâu nó cỡ vậy thôi hả? Ờ, à, cỡ vậy thôi. Dạ, dạ, tưởng nó cao lên nữa chứ. Không, bên bến trẻ con học sinh lớp 5, lớp 6, lớp 7 nó đi hái mùa hè. Dạ. Ừ. Cứ độ chừng tháng đầu tháng 5 cho đến sao đến... mình không vô vườn dâu mình chơi ta, mình tham quan. Ủa rồi, bùn thí mồ luôn á. Sao là kính chờ quý khách.